Nếu như năm 2023, công ty cổ phần quốc tế Bảo Hưng đạt mức tăng trưởng xuất khẩu 42%, đây được xem là mức tăng trưởng xuất khẩu cao nhất trong nhiều năm trở lại đây của doanh nghiệp này, thì hai tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp này đã đạt tới trên 70%. Năm 2024, Bảo Hưng dự kiến sẽ tăng trưởng 60% so với năm 2023. Và hai tháng đầu năm là tín hiệu rất tốt, chúng tôi đã tăng trưởng vượt ngưỡng và so với tổng thể của năm 2024. Thị trường chủ yếu năm nay thì chúng tôi sẽ xuất được hơn 30 nước, trong đó đầu ngành vẫn là Mỹ, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga. Nhiều lĩnh vực ngành hàng khác cũng có kim ngạch xuất khẩu tăng tới 20% so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân chính được các doanh nghiệp nhận định là do các chính sách về tiếp cận nguồn vốn, tỷ giá ngoại tệ được điều chỉnh linh hoạt hơn, cùng với đó là việc đổi mới công nghệ để thích ứng với các thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp hiệu quả hơn. Ngay trong tháng 1, thì sau khi cái đơn giá mặt hàng xuất khẩu cũng đã về ngành bông sợi cũng đã điều chỉnh tăng 15%. Đặc biệt là cái việc trong cái tháng 3 là cái tỷ giá đồng đô là cũng đã tăng thêm 2%, cũng rất thuận lợi cho đối với các doanh nghiệp là hoạt động xuất khẩu. Với công ty chúng tôi thì hiện tại đơn hàng cũng đã bán được hết tháng 5 năm 2024. Tín hiệu khả quan cũng đã đến với các doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm may mặc, vốn được xem là rất khó khăn trong năm qua. Thay vì phải chật vật tìm đơn hàng trong ngắn hạn và không phải sở trường, nhiều doanh nghiệp đã đón những hợp đồng đến hết quý 3. Chúng tôi cũng xác định đây là một cái năm để chúng tôi tiếp tục tái cơ cấu lại nguồn lực sản xuất, tái cơ cấu lại về phần công nghệ và tiếp tục thúc đẩy các hoạt động sản xuất để gia tăng cái giá trị sản xuất của đơn vị và hiệu suất của người lao động để đảm bảo là tăng trưởng khoảng năm 2024 dự kiến là khoảng từ 7 đến 10%. Tính đến hết tháng 2 năm nay, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt trên 388 triệu đô la Mỹ, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm 2023. Dự kiến kết thúc quý 1 năm nay, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh sẽ đạt khoảng 600 triệu đô la Mỹ và đạt mức tăng trưởng trên 15% so với năm 2023. Để có thể đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu trong cả năm 2024, các doanh nghiệp đang chủ động các phương án sản xuất để đáp ứng yêu cầu đơn hàng.